Chào bạn, chào mừng bạn quay lại với một trong những series về kỹ năng của kênh. Đây là một trong những chủ đề dành cho các bạn trẻ mới vừa ra trường hoặc là các bạn đang làm ở một cái vị trí, một cái công việc của một công ty nào đó mà có sự không hài lòng nhất định về sếp hoặc là tổ chức của mình. Bạn thường hay phàn nàn về sếp, về công ty hay tổ chức của mình rằng là không được như thế này, không được như thế kia và đối đãi không tốt bằng công ty cũ, vân vân và mây mây, rồi nào là lương thưởng không được bằng công ty cũ. Nhưng bây giờ hãy gác vấn đề phân bua qua một bên, Hoàng cũng không làm clip này để an ủi bạn, mà đúng hơn nhiệm vụ của nó là giúp cho bạn nhìn rộng hơn các vấn đề, sống bao dung hơn, chan hòa hơn. Trước tiên để tránh hiểu nhầm thì Hoàng xin khẳng định lại hai vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất đó là không ai đúng ai sai trong câu chuyện của bạn, mà Hoàng cũng không phân tích ra để bóng gió hay là khẳng định hành động của bạn là sai, mà đúng hơn phải là bạn có phù hợp với họ hay là không mà thôi. Bởi lẽ nếu đã không phù hợp thì dù lý lẽ của hai bên có đanh thép và có đầy đủ cơ sở như thế nào đi nữa thì vẫn không thể nào có tiếng nói chung. Điều thứ hai là đúng hay sai chưa chắc quan trọng, mà quan trọng hơn là bạn và họ có ngồi lại cùng nhau, cùng bỏ qua cái tôi của bản thân để từng bước tháo gỡ cái vấn đề hay là không. Thứ ba đó là cả hai bên liệu có biết rằng đúng hay sai của cá nhân không quan trọng bằng điều gì đúng và điều gì sai, hoặc là cái tôi của cá nhân quan trọng hơn hay là mục tiêu phát triển và mối quan hệ của tổ chức quan trọng hơn hay không ạ? Hãy tưởng tượng một chút xíu nhé, công ty bạn là một đoàn tàu mà ở đó sếp của bạn chính là cơ trưởng của chiếc hỏa xa, và trong đó những cái vị trí như quản lý hay là trụ cột hay là sếp hay giám đốc gì đó thì sẽ là những người lái phụ, và bạn và các thành viên khác thì là những cái bánh răng hoặc là những cái mắt xích. Nhẹ nhàng hơn một chút xíu nữa thì có thể là sẽ là những hành khách ở trên tàu. Đầu tiên, cái trục hoành này là chính là cái trục mà trong các giai đoạn cuộc đời của bạn, trong đó cái vùng số 1 là vùng mà bạn đang còn là học sinh, sinh viên. Vùng số 2 là cái vùng mà bạn bắt đầu tự lập và kiếm tiền bằng chính cái sức lao động của mình. Lúc này việc học hỏi của bạn là chủ động theo tính cách sở thích của bản thân, khác hoàn toàn với vùng số 1 là vùng an toàn còn phụ thuộc vào cha mẹ và học hỏi một cách bị động, tức là học hỏi thông qua cái duy trì mong muốn của người khác ạ. Giai đoạn tiếp theo là bạn đi làm và bắt đầu tham gia vào một cái tổ chức hay một cái doanh nghiệp nào đó, mà ở đó sẽ có một hoặc là vài người sẽ là sếp đứng ra có trách nhiệm sử dụng cái kinh nghiệm và thế mạnh của bạn cũng như bao thành viên khác dẫn dắt hành động và chinh phục những cái mục tiêu chung. Dĩ nhiên trong quá trình đó, cái người đứng đầu tổ chức này cũng phải chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm nhân tài và phát triển đội ngũ, và cũng phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại. Đôi khi chỉ vì một vài vấn đề nào đó mà bạn không ưng ý là bạn sẽ bắt đầu có những ý kiến về tiêu cực, xì xào, kết bè, nói xấu, từ đó bắt đầu xuất hiện kiểu làm việc đối phó và truyền tiếp cái sự nghi ngờ này cho những người khác, rồi bắt đầu túm tụm lại, rồi bắt đầu phản động và đòi hỏi quyền lợi và chuẩn bị nghỉ việc. Nhưng mà bạn có biết không, những người đứng đầu đã phải hy sinh bản thân rất nhiều để xây dựng một cái môi trường, một cái văn hóa công ty an toàn và một cái sân chơi lành mạnh cho mọi người được an tâm làm việc. Đồng thời họ cũng phải chịu rất nhiều cái áp lực ở phía trên, giống như kiểu là biến động thị trường, rồi cơ chế lương thưởng, rồi trách nhiệm lãi lỗ, rồi đãi ngộ, rồi đền bù hợp đồng cho nhân viên khi sai phạm, xử lý và lắng nghe khiếu nại của khách hàng khi nhân viên đã tư vấn sai, và vân vân mây mây hàng ngàn thứ khác, hoặc là kiểu dạng như tới tháng mà chuẩn bị trả tiền nhà đấy ạ. Và có bao giờ bạn tự hỏi những cái khó khăn khác của doanh nghiệp đi đâu mất tiêu rồi không? Xin thưa là có những người và một người đâu đó đã sừng sững đứng đó như một bức tường, một cái khiên che chắn cho bạn rồi đấy ạ. Nói thế không có nghĩa là trước đây Hoàng không mắc phải những cái điều trên. Lúc mà chưa khởi nghiệp thì đôi khi Hoàng cũng là một nhân viên tồi hay đòi hỏi quyền lợi, bởi vì quân không hiểu ý tướng nên cũng thỉnh thoảng dẫn đến cái sự đó là thể hiện sự thất vọng đó cho cả những người khác xung quanh, làm cho họ mất luôn cả cái niềm tin đi với cái chính kiến công việc của mình. Đến khi mà khởi nghiệp thì bắt đầu lại rất hay đôi co và tranh cãi với nhân viên về đúng, về sai và về quyền lợi. Nhưng mà sau khoảng thời gian vài năm thì Hoàng đã bắt đầu trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này Hoàng cũng hiểu ra rằng đúng hay sai của cá nhân không còn quan trọng bằng điều gì đúng, điều gì sai. Có nghĩa là việc phân bua đúng sai lúc này ở đây không quan trọng, mà điều đúng đắn nhất lúc này là phải hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe và an hòa cùng đối phương tìm ra cách tháo gỡ. Hay là cái tôi của cá nhân không quan trọng bằng mục tiêu phát triển và mối quan hệ của tổ chức.
Đó cũng chính là lúc nhân viên ngày nào đã trở thành sếp và nhận thấy rằng mình đã bắt đầu hy sinh nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và sống quan tâm đến sự trưởng thành của người khác nhiều hơn mà chứ không phải một chút lợi nhuận của mình. Nhưng mà dù sao đi nữa, khi một sự vụ hay một cái sự việc nào đó xảy ra thì ta cũng phải thừa nhận rằng là chúng ta đều có một phần lỗi. Nhưng bạn à, bạn cũng cần sự trưởng thành thì sếp bạn cũng vậy. Không ai đúng, không ai sai ở đây, mà sai là chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm. Trước đây, thời gian đầu khởi nghiệp, Hoàng đã sai và sai rất nhiều. Cái tôi cao ngạo của mình, của bản thân, nó đã đặt lên trên hết, cho nên đã rất nhiều nhân viên ra đi trong lòng hậm hực và ấm ức rồi chửi rủa. Nhưng sau khoảng tầm độ hơn 1 năm, gần 2 năm thì Hoàng bắt đầu rút kinh nghiệm và bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Cho đến bây giờ bản thân vẫn tự hào có một đội ngũ tuy rằng là không đông, không giỏi xuất sắc nhưng vẫn khỏe mạnh và phù hợp. Hoàng cũng tin chắc chắn một điều rằng các nhân viên trước đây của mình bây giờ có lẽ đã trưởng thành rất nhiều, vài người cũng đã trở thành sếp và dĩ nhiên chả ai lôi quá khứ ra để ngậm nhấm hoài. Nên bạn và tôi hãy cùng nhau sống chan hòa và mở lòng hơn với mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh nữa bạn nhé. Hãy nhớ rằng bạn không sai, chúng tôi cũng không sai, sai là chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm. Lúc mà giá trị cốt lõi của doanh nghiệp chưa phù hợp với giá trị bên trong của các bạn mà thôi. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở tương lai, nơi mà chúng ta có được giá trị chung về nội tại, và cùng nhau chúng ta sẽ làm nên điều vĩ đại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip về series kỹ năng lần sau.